chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên, trong những năm gần đây, mỗi năm Quỹ Bảo hiểm Y tế tỉnh thực hiện chi trả với số tiền trên 700 tỷ đồng cho khoảng trên 1 triệu lượt người đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Điều này khẳng định, cùng với ngân sách nhà nước, Quỹ Bảo hiểm Y tế đang là nguồn tài chính đóng góp đáng kể cho việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Từ tháng 2 đến nay, mỗi ngày Trung tâm Y tế huyện Ân Thi thường xuyên có từ 400 đến 500 người dân đến khám và điều trị bệnh. Trong đó, có tới 97% người có thẻ bảo hiểm y tế. Ngoài việc nâng cao chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh, dự trữ, nguồn thuốc cấp đủ cho bệnh nhân, như là những bệnh nhân điều trị bệnh mãn tính. Việc thanh toán chi trả đảm bảo quyền lợi cho người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế luôn được trung tâm thực hiện nhanh, kịp thời. Tôi vẫn khám chữa bệnh cao huyết áp với cả bệnh tim mạch định kỳ, thì nói chung là bệnh viện đã cấp thuốc và đầy đủ chế độ cho tôi là rất đảm bảo. Tôi là nông dân, không có bảo hiểm thì cũng là khó khăn, nhưng bảo hiểm chi trả hết cho tôi cũng không mất gì. Tính đến hết tháng 3 năm nay, toàn tỉnh có trên 1 triệu 135.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng gần 13.000 người so với năm 2021. Bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp ký hợp đồng với 40 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Vì vậy, chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng được cải thiện, nhiều loại thuốc mới, kỹ thuật dịch vụ y tế hiện đại được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả, tạo điều kiện cho người bệnh tiếp cận thuận lợi, đảm bảo nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia. Từ năm 2021 đến tháng 3 năm nay, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã có khoảng hơn 1,1 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được chi trả với tổng số tiền là trên 940 tỷ đồng, giúp người tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, giảm bớt khó khăn về tài chính, yên tâm điều trị khi ốm đau, bệnh tật. Bố tôi ở đây là gần 4 tháng rồi, thì trong quá trình điều trị tại bệnh viện thì bố tôi đã được bảo hiểm y tế chi trả hơn 200 triệu, giảm gánh nặng rất lớn đối với gia đình. Khi mà có cái quyết định về mặt thông tuyến thì lưu lượng bệnh nhân ở các cái tỉnh lân cận đến khám và điều trị ở bệnh viện tỉnh là tương đối đông. Có những lúc lưu lượng bệnh nhân đã lên tới gần 900 bệnh nhân điều trị nội trú, bệnh nhân điều trị ngoại trú 5-6 nghìn, cho nên là cái chi phí khám chữa bệnh đặc biệt với bệnh nhân bảo hiểm y tế là rất lớn. Có những bệnh nhân lọc máu chu kỳ, suy thận giai đoạn cuối thì cứ đều đặn hàng tháng và chi phí điều trị tầm khoảng 10 mấy triệu đấy. Thế còn với những bệnh nhân mà nặng, chẳng hạn như nằm ở ICU điều trị kéo rất dài thì chi phí hàng tỷ đồng. Để đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân được hưởng các cái chế độ bảo hiểm y tế thì chúng tôi phối hợp bảo hiểm tỉnh thực hiện theo đúng các cái thông tư quy định của Bộ Y tế cũng như của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cho không có vấn đề gì vướng mắc. Việc gia tăng số người tham gia bảo hiểm y tế cũng như gia tăng số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh là tín hiệu đáng mừng, cho thấy chính sách bảo hiểm y tế đang đi đúng định hướng và đã trở thành một nguồn tài chính đáng kể, góp phần cùng ngân sách nhà nước trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tuy nhiên, cùng với việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, quy định thông tuyến tỉnh trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được triển khai thực hiện đã đặt ra cho Bảo hiểm xã hội tỉnh nhiều thách thức trong công tác quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, bởi số chi của tỉnh Hưng Yên luôn cao hơn so với mức trung bình của toàn quốc. Riêng năm 2021, Quỹ Bảo hiểm Y tế đã chi trên 780 triệu đồng, đạt trên 93% so với dự toán được giao. Trong khi đó, tỷ lệ này của toàn quốc là trên 84%. Để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng mục đích, đảm bảo được quyền lợi cho người tham gia, chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện nâng cao quy cách phục vụ bệnh nhân, tăng cường kiểm soát trong quản lý chi phí qua nhiều kênh, có thể là giám định chi phí trực tiếp thông qua hệ thống thiết bị hỗ trợ như máy móc, phần mềm, nghiệp vụ của ngành, giám định chi phí ngoài biểu đối với các bệnh nhân theo yêu cầu của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đảm bảo là sử dụng kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiệu quả. Ngay trong những tháng đầu năm nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tích cực chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã trong tỉnh tăng cường công tác giám định, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ, quản lý hiệu quả chi phí từ quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, sẽ góp phần phát triển bảo hiểm y tế bền vững, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này lần sau. Thân ái chào tạm biệt.